Công Thành xin chào quý vị khán thính giả của Quý Việt TV đến với phần bản tin trong ngày. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chỉnh như sau. Trung Quốc cảnh báo rằng visa du học của sinh viên Trung Quốc có thể bị từ chối vì ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung. Costco tìm nguồn cung cấp khác vì thương chiến Mỹ-Trung. Tỷ phú Mark Cuban đưa ra lời khuyên chọn đại học vừa túi tiền hơn là chọn trường danh tiếng. Thưa quý vị, Reuters cho biết Trung Quốc vào ngày 3 tháng 6 vừa đưa ra lời cảnh báo những sinh viên đang có ý định du học Mỹ về những rủi ro mà họ có thể gặp phải khi đi du học Hoa Kỳ trong lúc thương chiến Mỹ-Trung đang căng thẳng như hiện nay. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết rằng sinh viên Trung Quốc đang phải đối mặt với việc tỷ lệ visa bị từ chối khi đi du học Hoa Kỳ tăng cao và thời hạn visa ở lại Mỹ bị hạn chế. Thông báo này của Bộ Giáo dục Trung Quốc nhằm giúp sinh viên có thể có sự chuẩn bị cần thiết nếu muốn đi du học Hoa Kỳ trong thời gian này. Trong lúc đó, thì Reuters dẫn nguồn tin từ truyền hình Trung Quốc lại đưa ra một thông tin trái ngược cho rằng, mặc dù thương chiến đang diễn ra, nhưng số sinh viên Trung Quốc du học Hoa Kỳ vẫn ổn định và Hoa Kỳ vẫn chào đón sinh viên Trung Quốc đến nước này để du học. Hiện tại thì có khoảng 360.000 sinh viên Trung Quốc đang du học tại Hoa Kỳ, đem lại nguồn thu khoảng 14 tỷ đô la hàng năm, chủ yếu đến từ tiền học phí cho Hoa Kỳ, theo số liệu từ Reuters thưa quý vị công ty costco đang phải tìm nguồn cung cấp hàng hóa khác để thay thế trong tình hình cuộc chiến thương mại mỹ trung đang diễn ra như hiện nay cnbc dẫn nguồn tin từ costco cho biết rằng doanh số bán và lợi nhuận tính theo quý của costco vượt qua các dự báo của wall street và công ty cũng đang tìm cách thay thế các loại hàng hóa phải nhập cảng từ trung quốc bằng cách tìm nguồn cung cấp từ các nước khác trong tháng 5 năm 2019 thì mức thuế quan đánh vào số lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên tới 25%. Costco là công ty mới nhất sau Dollar Tree và Dollar General thông báo rằng cuộc chiến thương mại Mỹ Trung có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh và các khách hàng của họ. CNBC dẫn lời giám đốc tài chính Costco Richard Galanti, Galanti cho hay là tình hình khá khó khăn và công ty đang tìm cách đẩy nhanh các lô hàng nhập cảng trước khi mức thuế mới được áp dụng. Ông Galanti nói rằng có thể giá cả sẽ phải tăng, nhưng chúng tôi muốn là công ty cuối cùng phải tăng giá và khi giá cả xuống thì chúng tôi muốn là công ty đầu tiên giảm giá bán. Costco là hệ thống siêu thị nổi tiếng được nhiều người Mỹ ưa thích, trong đó có cả cộng đồng người Việt. Và không giống như các siêu thị khác thì Costco yêu cầu người đi mua sắm phải có thẻ thành viên thì mới được mua sắm tại đây. Thưa quý vị, trong khi đó thì nhiều bậc phụ huynh và học sinh ở Mỹ khi chọn trường cho con ưu tiên chọn các trường đại học danh tiếng bất chấp học phí cao. Kết quả là số nợ của sinh viên Mỹ đạt đến con số 1.500 tỷ đô la vào năm 2018 cao nhất từ trước đến nay, theo số liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. CNBC dẫn lời tỷ phú tự thân Mark Cuban, vị giám khảo quen thuộc của chương trình truyền hình thực tế Mỹ Short Tank trên đài ABC cho biết rằng các trường đại học danh tiếng không tạo ra quá nhiều khác biệt hay các giá trị nổi trội đối với sinh viên năm nhất hoặc năm hai. Đặc biệt với những sinh viên năng nổ và có nhiều động lực, thì dù đang phải học ở một trường bình thường vẫn có thể tìm ra các khóa học trực tuyến miễn phí của các trường danh tiếng để tham dự. Các trường đại học danh tiếng được nhiều phụ huynh học sinh ưa chuộng như là Harvard, Yale, Princeton thường đi kèm với một số tiền học phí khổng lồ, ví dụ như là tại Yale, chỉ riêng học phí thôi đã là hơn 55.000 đô la một năm theo số liệu của CNBC trong năm học 2019-2020. Nếu tính thêm các chi phí khác như là tiền ăn ở và sách vở thì một sinh viên học ở Yale tốn khoảng 76.000 đô la một năm ông Mark Cuban đưa ra lời khuyên là đối với các sinh viên năm nhất hoặc năm hai thì học trường có học phí vừa túi tiền là sự lựa chọn đúng đắn và thông minh. Đó có thể là một trường Community College có cho phép chuyển điểm sang các trường khác. Tỷ phú Mark Cuban năm nay 60 tuổi là giám khảo và cũng là nhà đầu tư có tài sản nhiều thứ hai trong chương trình Short Tank trên ABC. Chỉ sau tỷ phú Richard Branson, ông Cuban xuất hiện trong chương trình này từ năm 2011 khi còn đi học thì ông bắt đầu học ở University of Pittsburgh sau khi học xong năm thứ nhất ông chuyển sang học ở Indiana University sau đó thì ông chọn học trường Kelly School of Business at Indiana University chỉ vì nơi đây lấy học phí rẻ nhất trong top 10 trường dạy kinh doanh hàng đầu tại thời điểm đó Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong ngày ngày hôm nay. Cũng thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.